مبطلات الصلاة، أي شيء يحدث من هذه الأشياء عند المصلي تكون الصلاة باطلة غير مقبولة. Những điều làm vô hiệu hóa cuộc hành lễ của mình, bất cứ những điều mà xảy ra hay là chúng ta làm nó thì nó làm vô hiệu hóa cái cuộc صلاة của mình. نعم إذا تكلم في الصلاة عمدا قال مثلا كيف الحال أو السلام عليكم. نعم. Thứ nhất đó chính là chúng ta nói chuyện trong dân làm việc صلاة nhưng chúng ta hỏi thăm một ai đó thì điều đó sẽ làm vô hiệu hóa cái cuộc صلاة của mình. الثاني الحركة كثيرة، يتحرك حركة كثيرة حتى تظن أنه غير مصلي، يتحرك يصنع مثلا. نعم. Và thứ hai đó là chúng ta di chuyển hay là chúng ta thực hiện quá nhiều động tác trong cuộc hành lễ salat của mình, như là chúng ta nghịch ngợm hay là chúng ta di chuyển qua này qua nọ thì điều đó sẽ làm hư cuộc hành lễ của mình. الالتفات الكثير عن قبلة، يعني هذه القبلة هو التفت هكذا هنا مثلا. نعم. Thứ ba nữa là chính là chúng ta làm sai lệch quá lớn trong cái hướng kịp lệch của mình thì bắt buộc đối với chúng ta cho người salat hướng đến kịp lệch, và nếu như chúng ta sai hướng quá nhiều mà sai lệch một cách quá lớn thì điều đó sẽ làm hư cuộc hành lễ của mình. الأكل الشرب، và thứ tư đó chính là chúng ta ăn uống trong cuộc hành lễ của mình. الضحك، chúng ta cười trong cuộc hành lễ của mình. انكشاف العورة، إذا انكشفت العورة الصلاة باطلة، خاصة من يصلي في البنطال عندما يركع أو يسجد، إذا انكشفت العورة من الخلف بطلت الصلاة، فلا بد أن يحتاط من يصلي في البنطال قبل أن يدخل حتى لا تنكشف العورة خاصة أثناء الركوع والسجود. نعم. Và khi chúng ta để hỏi những bộ phận mà bắt buộc chúng ta phải che kín trong cuộc hành lễ của mình thì điều đó sẽ làm vô hiệu hóa cuộc hành lễ của mình. Ví dụ như khi chúng ta ruku thì vô tình chúng ta để hở phần lưng sau của mình thì điều đó sẽ làm vô hiệu hóa cuộc salat của mình. Và những người, hoặc là những người phụ nữ họ hành lễ và không may áo rót của họ bị vén lên bị hở thì chắc chắn điều đó sẽ làm vô hiệu hóa cuộc hành lễ của họ. كذلك انتقاض الطهارة، يعني وهو يصلي مثلا خرج منه ريح، ماذا يصنع؟ لابد يخرج يتوضأ ويرجع مرة أخرى، الصلاة بطلت. نعم. Và điều tiếp theo đó chính là sự sạch sẽ của họ bị mất đi bằng bất kỳ những lý do nào, như là chúng ta xì hơi hay là chúng ta tiểu tiện hay là đại tiện trong lúc vô làm việc salat thì đó sẽ làm vô hóa của salat của mình. Nào.